ở sau lái là thâu dây vô ha, thâu dây lái vô. Đây, xin chào các bạn, hồi nãy các bạn đang xem đó là chiếc tàu cái nha. Rồi để coi em máy đang làm gì đây. Quá, quá, thành công quá chạy rồi. Quá. Chạy máy Cummins G4 nha các bạn. Chạy máy Cummins G4 nha. Chiếc này thì bề ngang nó 5 mét mấy nha các bạn. Bề dài của nó là trên 19 mét nha. Quá dữ. Wow. Chiếc này mới lấy đá xong nha các bạn. Để coi máy làm cái gì. À, cặp vô. Rồi để coi tình hình sao. Và anh này cầm lái chuẩn không nha. Rồi ok. Quá chuẩn. Chiếc này hiện tại thì mình đoán là em ấy chứa trên 60 tấn nha các bạn. Chứa trên 60 tấn nha. Và xin lỗi các bạn nha, chiếc này là mới vô nha, mới vô. Chứ không phải là mới lấy đá xong, mới vô bờ. Hôm nay chạy cũng lâu rồi đó. Bây giờ là em ấy vô bờ ha. Chứa trên 60 tấn cá nha. Cá phân á. Rồi ok. Rồi, mấy anh em đang chuẩn bị lên lô kéo mũi nó vô ha. Đây lô bả đang quay gạch mũi nó vô. Đó, đang vô từ từ nha các bạn, đang vô từ từ ha. Anh tài công thì anh tài công hiện tại thì 30 mấy tuổi ha. Anh này công này 30 mấy tuổi. Đó. Rồi ảnh ve là mấy anh em ở sau lái là thâu dây vô ha. Thâu dây lái vô. Rồi xích vô luôn. Quá đẹp. Mẫu ghe Kiên Giang này thì nói chung thì khi mà cái mũi của nó khẩm á, thì nó sẽ nhổng lái lên nhìn nó đều đồng thanh đồng thủ ha. Đây, vậy thì clip này đến đây kết thúc nha các bạn thì, hẹn các bạn clip sau nha. Clip này thì mình cũng tình cờ thôi, anh ấy mới vừa về về bờ sau một chuyến đánh bắt. Rồi bye bye các bạn nha. Bye bye. Hẹn clip sau nha.